Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Công viên Khủng long. Và sau khi chờ đợi một khoảng thời gian thì hiện tại cá mập của mình đã tương đối là bự rồi. Bây giờ thì theo như cái quyển sách này ghi thì cá mập của mình đã được 8 ngày tuổi rồi đó. Mà bự như vậy thì chắc... Hú hồn, tưởng đâu cháy làng chứ. Mà bự như vậy rồi thì chắc tầm 20 ngày tuổi thì sẽ bự... cỡ cái đường đi á, mình đoán là vậy. Và bữa nay thì chắc mình cũng sẽ có một cái màn kiểu như là giao lưu võ thuật nhẹ nhẹ với cá mập của mình để thử thuần phục mới được. Nếu mà mình thuần phục thành công thì sắp tới mình có thể nhân giống cá mập lên trong cái khu vực này á. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn á ta. Rồi, và đó là công việc của một xíu. Còn bây giờ thì mình sẽ tranh thủ về nhà, mình xem cái quả trứng phượng hoàng của mình tới đâu rồi. Mình rất là chăm chỉ canh chừng cái trứng phượng hoàng luôn, nhưng mà nó vẫn không chịu nở nè. Không biết là mình có up sai không nữa. Nếu mà up sai thì nó sẽ không có kiểu như đạt tới cái mức độ như vậy đâu. Nó rất là ẩn cam rồi. Ồ, hay là phải mang ra mặt trời phơi nắng xíu mới nở ta. Ừ, cũng có thể lắm. Thôi một xíu mình sẽ thử cách đó sau. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cái loài nai này. Tại vì lúc trước á, mình thấy được cái hóa thạch này là mình ưng liền luôn. Mà mãi về sau thì mình mới tìm ra được cái DNA của cái loài loài nai cực kỳ đẹp này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành hồi sinh loài nai đó luôn nha. Mình sẽ cho cái DNA này vào. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hồi sinh thêm vài cái loài khác. Chẳng hạn như là Dodo nè. Rồi... Kelenken. Mình sẽ lần lượt cho vào đây. Và bên đây. Mình không có hồi sinh nhiều loại cùng một lúc là tại vì mình hồi sinh được đó, nhưng mà mình không có nơi ở thì cũng vậy à. Thành thử ra là mình hồi sinh số lượng vừa đủ thôi để mình có khả năng kiểu như xây dựng nơi ở trong ngày hôm nay. Mong là cái quá trình này nó diễn ra suôn sẻ nha. Tại vì đây là toàn là loại mới không à, nên là cũng không có dám chắc là quá trình này sẽ không có diễn ra lỗi. Bây giờ thì mình sẽ trở lên trên và ngủ một giấc cho trời sáng đi. Rồi mình sẽ tiến hành đem cái trứng phượng hoàng này ra phơi nắng một tí. Rồi trời sáng rồi, mình sẽ ẵm cái trứng này đem ra ngoài phơi nắng. Ơ. Ồ. À. Thì ra là vậy. Mình hiểu rồi. Cái trứng phượng hoàng chỉ có thể nở ra được nếu như mình đem đi phơi nắng thôi. Bữa giờ mình để trong nhà bảo sao à. Và đây rồi. Phượng hoàng đã nở ra. Và rất là đẹp luôn nha. Ở dưới chân của phượng hoàng là có lửa luôn. Phượng hoàng là kiểu như loài chim thể hiện cho cái sự tái sinh ấy. Nên là ngọn lửa này chắc là ngọn lửa tái sinh nè. Bên cạnh đó thì phượng hoàng đang trong giai đoạn phát triển thôi. Cỡ 1000 mấy giây nữa thì phượng hoàng sẽ đạt tới cái kiểu như giai đoạn trưởng thành. Lúc đó chắc mình có thể cưỡi được và bay lên bầu trời á. Quá là hấp dẫn luôn á chứ. Thôi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ mang phượng hoàng đi vô trong đây ở chung với thằng lằn vỉa hè nè. Tại vì trong đây mình thấy là một trong những nơi mình thích nhất luôn. Kiểu không gian nó rộng rãi, nó thoáng ấy. Lên trên nó khá là thoáng. Ủa cái gì đây? Ê. Chill. Bình tĩnh. Anh bạn à. À không, cô bạn à. Ủa sao thằng lằn vỉa hè bữa nay nóng tính vậy? Ê. Ủa cái gì vậy? Ủa. Ôi, trời ơi. Lại có một tin xấu rồi. Ở dưới đã thất bại một cái máy. Máy nào đây? À, cái máy của Dodo thất bại rồi. Ai chết tiệt. Chưa gì là đón nhận một tin xấu rồi. Không sao, mình cho vô lại thôi. À, có vẻ Dodo khá là khó để hồi sinh đây. Ủa, lại mưa nữa ta. Cái gì? Gì mưa hoài vậy? Vô bão rồi. Ngủ. Trời mưa giông cái gì là mình nên ngủ đi. Tại vì mình đã từng có tiền lệ là bị sét đánh vô cái nhà rồi. Cái kết là nhà mình cháy tùm lum hết trơn luôn. Mình cũng sợ mấy cái bữa trời giông mưa giông vậy lắm. À, và thôi thì bữa nay mình sẽ tranh thủ mình chiến đấu với cá mập sớm đi. Để mình còn có thời gian mình làm nơi ở cho
các loại mới trong ngày hôm nay nữa. Để coi coi mình còn cái mình còn một cái Dominant Amber nè. Mình sẽ có thêm một cái Lully nữa. Rồi mình sẽ ghép nó lại theo công thức như vậy. Đó, là mình sẽ được một cái Aquatic Scarab. Rồi giờ thì xách cái này qua và chiến đấu với cá mập Megalodon thôi. Kèo căng nha. Mình sẽ là bữa ăn bữa ăn sáng cho cá mập hay là cá mập sẽ là người bạn mới của mình đây? Ôi ôi ôi, nữa. Cái gì đây? Cái tên phá hoại này. Sao bữa nào nó cũng gình nó ghé nhà mình, nó đập đất các thứ hết ta. Ồ, mình cũng không muốn cà khịa nó lắm mà nó cứ qua nhà mình nó cà khịa hoài vậy đó. Các bạn để đi, lâu lâu mà thấy trên mặt đất có mấy cái lỗ đúng không? Là nó đó. Cái thanh niên dân làng phá phách đó tạo ra đấy. Chỗ địa hình người ta đang đẹp tự nhiên lại phá không à. Thấy ghét thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì trở lại với cái công việc thử sức với cá mập Megalodon nè. Ây da, cắn nha. Hôm qua mình bị cá mập con cắn thôi mà mình thấy rất là thốn luôn. Để bây giờ tới cá mập kiểu như đạt tuổi trưởng thành rồi thì sẽ như thế nào? Bắt đầu nào. Vô. Ui, nhảy lên bờ cắn luôn kìa. Wow. À. Ây. À. Hàm cá mập sắc quá. Ui, hai con dí cắn mình. Chơi mà đánh. Oh. Thôi xong rồi, chiếc này mình lành ít chứ nhiều rồi. Ủa, không ngờ cá mập lại đồng đội như vậy à. Wow, hai con với lại cắn mình cùng một lúc. Mình, ông mà không được, mình bắn mạnh quá lỡ cá mập chết luôn rồi sao. Không được, mình phải đánh theo kiểu từ từ. Có rỉa thôi. Ui, coi kìa, cá mập con này không chưa. Xỉu đi. Ồ, như xỉu rồi đó. Chưa được. Ồ, như vậy thì cái tuổi này vẫn chưa thuần phục được cá mập rồi. Ồ, ra là vậy. Ê, xuống nước. Trời ơi, cá mập lên bờ làm gì. Đó, hung dữ đi. Lên bờ xong rồi bị mắc cạn. Ao, nhảy lên định ăn thịt mình. Vậy là chắc mình phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa cho cá mập lớn lên á. Rồi mình mới có thể kiểu như là thuần phục được rồi. Bây giờ còn nhỏ quá. Wow, 8 ngày 8 tuổi mà vẫn chưa thuần phục được này. Hơi bị căng nha. Ok, thôi, chiến đấu sơ qua thôi. Và mình cũng biết thêm được một cái đặc tính nữa là cá mập rất là đồng đội luôn. Chỉ cần một con bị đánh thôi là con khác sẽ sẵn sàng nhào lại tấn công để hỗ trợ liền. Cộng một tinh thần đồng đội cho cái loài cá mập hung dữ này nha. Còn bây giờ thì về nhà coi cái trứng của mình, cái DNA của mình up tới đâu rồi. À, có vẻ thì cái loài nai đã được up xong rồi nè. Yeah. Bên đây thì sao? Bên đây cái trứng của Kelenken cũng được up. Và Dodo cũng vậy luôn. Tuyệt vời, vậy là mình chỉ thất bại đúng một lần duy nhất thôi. Khá là may mắn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mang những cái trứng cũng như là những cái phôi thai này mình đem lên trên thôi. Cái phôi thai thì mình có nên kiểu như tiêm ở dưới phòng thí nghiệm không? Mình có mang bò xuống đây, mục đích chính của mình là nhỡ có những cái phôi thai thì mình sẽ cho đẻ ra ở phòng thí nghiệm á. Được, mình sẽ tiêm vô bò sữa đi. Rồi, tiêm vô chú bò này. Kiểm tra. Đó, cái quá trình này đang được diễn ra nè. Chắc sẽ sớm thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ lên trên, mình tranh thủ mình up trứng của Dodo. Dodo thì mình sẽ up ở, mình tính up trong chuồng gà. Thử nha. Up trong chuồng gà luôn. Ủa what? Dodo thì mình chỉ cần đặt xuống thôi là cái trứng sẽ nở ra liền. Dễ thương quá vậy. Dodo như chú gà con vậy. Wow, đúng dễ thương luôn. Và ăn cỏ. Để mình coi coi mình còn lúa nè. Này, ăn lúa mì đi cơ. À, no bụng rồi. Mình đã tem được rồi á. Quá là đã luôn. Đây, tạm thời mình sẽ cho Dodo vô chuồng gà đi.
sống chung với mấy bạn gà đi. Và thức ăn thì không có ăn thịt nên là mình cũng an tâm. Rồi, có gì mấy bạn gà sẽ chăm sóc nha. Còn bên đây thì trứng của Kalenken thì mình chưa rõ là sẽ ăn thịt hay ăn thực vật nè. À, Kalenken là một đòi ăn thịt nha. Wow, căng á. Ăn trước một miếng ấy. Thì mình lấy khúc xương ra, mình dẫn Kalenken đi tới nơi ở mới mới được. Còn có chỗ nào trống để cho Kalenken ở không ta? Hết rồi, mình thấy hầu như là không còn chỗ nào trống luôn á. Để coi, có phần đất nào trống không? Cái phần đất giao thoa giữa cái chỗ nuôi thằn lằn vỉa hè với cả là chỗ nuôi những loài khủng long ăn cỏ của mình có vẻ đủ để mình nuôi được Kalenken nè. Thôi được, chắc mình sẽ làm một cái nơi bé để mình nuôi Kalenken ngay ngoài này nha. Cũng hợp lý á. Wow, nhưng mà cái loài này lúc nhỏ nhìn dễ thương vậy ta. Không biết lớn lên nhìn có hung bạo không. Nhưng mà hồi nhỏ thì mình thấy cặp mắt khá là dễ thương đấy. Rồi, chỉ là mình đã thành công hồi sinh được hai loài rồi. Bây giờ thì xuống cái phòng thí nghiệm của mình để kiểm tra coi cái phôi thai của mình đã tới đâu. 33%. Chắc ở đây mình sẽ ngồi đợi luôn đi, để cho chú này có cái cặp gạc cực kỳ đẹp kia hồi sinh ra. Nhỡ đâu mình lại thuần phục được ngay từ lúc ban đầu thì sao? Thôi xuống nước tắm đi, tắm rửa sạch sẽ xíu còn đẻ nữa. Thôi chuẩn bị nè, mình nghĩ là sắp rồi đó. Ồ, 96% rồi, còn 4% nữa thôi. Hồi hộp quá. 3%, 2%, 1% nữa thôi. Và chuẩn bị, ta-da, xong rồi. Mình đã thành công, kiểu như cấy được phôi thai của loài nai đã bị tuyệt chủng này vào trong người chú bò. Và bây giờ thì để bây giờ mình ẵm lên trên cái đó. Wow, lúc nhỏ thì chưa có cặp gạc đâu. Và hiện tại mình đã thuần phục được rồi nè. Ngủ rồi. Có vẻ khá là mệt hay sao á, mới đẻ ra xong cái là ngủ mất tiêu à. Và không biết là loài nai này mình có thể dùng được cái thuốc tăng trưởng không ta? Để mình làm thử một cái mớ thuốc tăng trưởng cái đó. Lộn thịt. Mình sẽ làm một cái xô thịt gà. Rồi đem đi nấu nó lên. Sau đấy ghép với một ít cái chai nữa. Rồi mình có được 8 cái lọ thuốc tăng trưởng nè. Bây giờ thì xuống dưới cho nhóc nai này ăn thử coi. À, ăn được nha. Tuy nhiên thì vẫn chưa có mọc được một tí gạc nữa. Bây giờ đã 8 tuổi rồi nè. Nhưng mà đang đói. Mình cần cho ăn liền mới được. Rồi, ok. Đã no rồi đó. Coi cái dáng ngủ nhìn tội nghiệp chưa cơ. Ok, thôi chắc bây giờ mình cũng lên trên mình ngủ thôi. Để cho trời sáng xem coi hoạt động bình thường của nhóc nai đó sẽ như thế nào. Nếu mà bây giờ mình so với cái bản gốc á, đây cái bản hóa thạch hoàn chỉnh nè, thì chỉ còn thiếu mỗi cái gạc nữa thôi. Không biết là tới cái tuổi bao nhiêu thì nai sẽ mọc gạc nhờ. Tò mò thiệt á. Nhưng mà trước mắt thì chắc mình sẽ lên trên và làm nhà cho những cái loài mà mình hồi sinh trong ngày hôm nay nhờ. Đầu tiên thì chắc mình sẽ làm nhà cho Dodo trước đi. Vì Dodo mình thấy giống như một chú gà con vậy đó. Nên là mình sẽ làm theo kiểu một ngôi nhà giống như là nuôi gà vậy. Nó cũng bé thôi. Như vậy thì nó có bị bé quá không ta? Chắc đủ mà. Dodo cũng bé mà. Nên cái ngôi nhà này mình nghĩ là sẽ ok cho Dodo sống. Nhỡ sau này có thêm một nhóc khác nữa thì chắc cũng sẽ đủ thôi. Rồi. Giờ thì hình như mình còn phải làm thêm phần mái nữa. Mình có khá là nhiều lúa mì. Được, mình sẽ tận dụng lúa mì để làm phần mái cho Dodo luôn. Uầy, tính ra cái kiện rơm này làm mái đẹp ấy chứ. Hơi bị hợp lý á nha. Để mình nghĩ là cái coi. Quá là nổi luôn. Sao cái phần mái là mình sẽ làm cái chỗ hàng rào. Đâu ra con này vậy? Sao ban ngày ban mặt nó lại xuất hiện được ta? Vô lý vậy. Mình sẽ làm cái chỗ hàng rào để đảm bảo là Dodo không có đi mất. Ở phiên bản cũ này thì cái hàng rào với cái tường đá nó không có liên kết được với nhau.
À, ra là vậy. Ồ, vậy là mấy cái tường đá này phí rồi. Thôi kệ, không sao, mình dùng bằng hàng rào không cũng được. Đây mình sẽ làm một cái nơi cũng tương đối là rộng để cho Dodo có thể thoải mái ở bên trong này. Mà chỉ tiếc một điều á là mình chỉ có. Ủa cái gì nữa? Ê, đừng. Đừng 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 đừng. Nữa rồi, con Ripper. Chưa có xây xong đã bị Ripper phá rồi. Mạng đét ơi, sao bữa bữa nào mà xây dựng cũng bị phá hết là sao ta? Hết cái tên dân làng vô văn hóa rồi, bây giờ tới con Ripper cũng vô văn hóa nốt luôn. Không biết mình có thù hằn gì gì với bọn chúng không nữa mà cứ kéo tới nhà mình quậy hoài. Mệt ghê, chắc bữa nào mình nuôi bọn chúng luôn quá cho bọn chúng bớt quậy mới được. Rồi, và sơ qua thì mình đã xây xong cái hàng rào bao quanh nơi ở của Dodo rồi. Giờ thì dắt Dodo qua nơi ở mới coi. Mình hy vọng là em sẽ thích nơi ở mới này. Đâu rồi ta, Dodo đâu ta? Đây đây đây, Dodo đây. Mà giờ thì Dodo chưa có bạn đời á nên mình sẽ bắt tạm một nhóc gà quăng bệnh ở chung. Rồi. Còn đó tới số người dám quýnh ta đúng không? 500 anh em. Tấn công nó. Đây đây, tấn công con này nè, con này nè. Đâu rồi? Từ 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 từ, con này nè, con này nè. Bèm nó. Đúng rồi. Xử nó. Này thì láo. Đó, chừa cái tội láo nha. Và ok, trở lại với công việc dắt Dodo nè. Mình sẽ cho Dodo vô trong này. Rồi. Ta-da. Ở yên trong đây nha. Có đói không? À, đang đói hả? Nè, cho ăn miếng nè. Rồi, no rồi đó. Ủa? Ok, mình sẽ cho vệ sĩ vô đây bảo vệ Dodo luôn. Rồi, ở đây bảo vệ Dodo nha. Tên nào lén phén ăn hiếp Dodo thì xử nó giùm anh. Rồi, xong một nhóc rồi đó. Nhưng mà có vẻ còn hơi trống ấy nhờ. Sẽ đẹp hơn nếu như mình trồng những cái cây thời tiền sử ở bên trong ấy. Hoặc là những loài hoa thời tiền sử chẳng hạn. Từ từ mình sẽ tìm những cái mầm cây mới rồi mình gắn vào sau cũng được. Còn bây giờ thì để mình ngủ rồi chuẩn bị xây tiếp một cái nơi ở khác cho Kelenken. Nãy giờ Kelenken ngoài này một mình cũng thấy tội nghiệp quá. Nè, em ở đây mình nãy giờ nhìn có vẻ khá là buồn luôn. Nè, ăn miếng đi cho đỡ buồn nha. Ừ, Kelenken thì mình sẽ xây cái nơi ở ngay khu vực này luôn. Nhưng mà không biết là mình sẽ xây kiểu gì cho đẹp với Kelenken nhờ. Kelenken thì không giống gà cho lắm nên là không xây kiểu giống như Dodo được. Hy vọng là ngôi nhà bé xinh này sẽ kiểu như giúp Kelenken có thể kiểu như tránh mưa tránh nắng các thứ dễ hơn. Mặc dù nhỏ thôi nhưng mà mình vẫn đầu tư làm mái các thứ đàng hoàng hết. Cho thêm một ít đuốc vào đây để có ánh sáng tránh trường hợp quái nó xuất hiện vào ban đêm nữa. Là xong rồi. Lúc đầu mình tính làm cửa các thứ nhưng mà quên mất là về sau Dodo sẽ Kelenken sẽ lớn lên. Và khi lớn lên thì cái cửa nó sẽ kiểu như không có thể giúp Kelenken đi ra vào dễ dàng ấy. Nên làm thôi mình đập luôn. Không xài cửa luôn nhá. Còn bây giờ thì cho em di chuyển thoải mái trong đây thôi. Hy vọng là Kelenken sẽ thích cái nơi ở mới này. Ờ đi đi, đúng rồi. Ok. Mới cho đi được chưa được 2 bước nữa là ngủ mất tiêu rồi. U là trời. Rồi, vậy là mình đã xong được 2 cái nơi ở cho 2 loài rồi. Giờ thì còn đúng duy nhất là nơi ở của chú Nai ở dưới phòng thí nghiệm của mình thôi. Không biết là chú Nai sẽ ở khu vực nào đây ta? Xung quanh nhà mình còn chỗ nào trống không nhỉ? À, có nè. Chỗ này. Ủa? Ô, quay quách. Ủa? Ồ, Rhinoceros của mình. Ồ. Em đã trưởng thành và em lọt ra bên ngoài luôn. Ui. Và giống đực á thì sẽ có cái đầu nó màu đen thui thui lùi à. Còn giống cái thì đầu màu thì nó trắng hơn á. À, ra vậy. Còn bên đây thì Tibati hư hỏng hôm qua cũng đã kiểu như là lớn lên rồi nè. Để mình cho ăn miếng cái đã. Hình như em hơi đói. Rồi, ăn uống đầy đủ đi nha. Ủa, may mà mình phát hiện kịp. Không thôi là chắc mình đã lạc mất cái nhóc Rio Saurus rồi. Còn về nơi ở cho Hu thì chắc mình sẽ cho
cho em sống ở ngay khu vực này đi nha. Còn mỗi khu vực này là gần nhà mình mà nó còn hơi trống trống một tí nè. Ok. Bữa nay vật liệu xây dựng thì mình có một chút thay đổi. Mình sẽ dùng cái loại kính mới này. Để mình thử xem coi. Wow. Mình thấy nó cũng khá là ok nè. Nó cũng có một sự trong suốt nhất định và nó có thêm một cái viền nâu nữa để làm nổi bật hơn. Trước mắt thì mình sẽ làm cái khu vực này nó hình tròn nha. Tại vì gần đây mấy cái nơi ở của khủng long toàn là hình tròn không mà. Nên chỗ ở của Hu thì mình cũng sẽ làm hình tròn luôn cho nó đồng bộ với nhau. Sau khi có được cái hình tròn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn thủy tinh. Quên, làm cái cổng trước. Xíu nữa thì quên rồi. Cái cổng mình sẽ làm ngay hướng bên này đi. Vì hôm qua mình dùng cái cổng mới ấy, nó là cái cửa khá là đẹp luôn, cửa ngang đó. Nên là hôm nay mình sẽ vẫn dùng cái cửa ngang đó. Nó sẽ có kích thước là 2x3. Nên mình sẽ làm cái khung cổng như vậy. Rồi, công việc còn lại của mình là gắn thủy tinh vào thôi. Để coi cái thủy tinh mới này á, khi mà gắn full thì nó sẽ trông như thế nào. Mình nghĩ nó cũng sẽ khá là đẹp đấy. Rồi, xây lớp cho nó thôi. 1, 2, 3. Để coi. Oh, cũng đẹp nè. Nó kiểu nó có một chút điểm nhấn ở những cái viền ấy. Rồi nha. Xong phần thủy tinh rồi. Bây giờ thì chắc mình điểm tô thêm một ít lá ở phía trên cùng nữa là hoàn thành rồi. Giờ thì lấy đồ, ít đồ ra làm thêm cái cửa nữa nè. Một cái cửa duy nhất. Rồi xuống dưới, dắt chú Hu đến nơi ở mới thôi. Ghê có ẻm cả. Nhìn ngây thơ thiệt luôn á. Đó, gắn nốt cái cửa nữa là xong rồi. Ta-da. Rồi, bây giờ thì mình nghĩ mình nên chế tạo thêm những cái thuốc tăng trưởng để cho chú này Megalosaurus này lớn lên mới được. Mới có 9 tuổi thôi nên là chưa có hiện rõ cái cặp gạt cho lắm. Đâu rồi? Đây, em ngủ à. Ăn tiếp đi nha. Ủa? Ủa sao không có cặp gạt vậy? Hay là do em này là giống cái nên là không có cặp gạt ta? Lạ thiệt. Ủa? Kỳ vậy ta? Có gì đó sai rồi. Rõ ràng cái hóa thạch á có cái cặp gạt đúng đẹp luôn. Thế nhưng mà rồi, vậy là nhiều khả năng là mình phải kiếm một cái nhóc Megalosaurus đực rồi thì mới có cái cặp gạt bự như vậy. Mình đoán vậy. Mà bây giờ mình hết cái hóa thạch nâu rồi, lấy đâu ra ta? Khó thiệt cả chứ. Công tình cả buổi trời. Chấp nhận sự thật phũ phàng đó chứ biết sao giờ. Còn bây giờ thì mình sẽ ẩm Dodo ra một cái. Để mình chia cái lượng thuốc tăng trưởng này cho Dodo. Đây, cho em ăn mau lớn. Rồi, giờ Dodo đã lớn rồi nè. Lớn lên thì hết màu trắng rồi, chuyển sang màu nâu đất với một chút màu đen. Ok. Tương tự thì mình cũng sẽ cho Kelenken ăn luôn. Không biết nhóc đó có thích ngôi nhà mình không nữa. Ôi, hình như không thích ngôi nhà mình xây hay sao á, toàn ra ngoài ở mà. Vô nhà ngủ đi. Mình xây cho ngôi nhà đàng hoàng mà. Wow, Kelenken lớn lên trông cũng bự phết này. Còn Phượng Hoàng của mình thì sao? Phượng Hoàng đã lớn rồi. Đã gì ta? Cô cái đuôi kìa, cái đuôi bây giờ bự. Nhìn đẹp lắm, cái nó xòe xòe ra. Quá tuyệt vời luôn. Chắc bây giờ mình sẽ ngủ một giấc rồi sau đó mình sẽ cưỡi Phượng Hoàng đi khám phá thử ý nha. Và chuyến khám phá đầu tiên của mình và Phượng Hoàng chắc sẽ đã lắm đây. Và để cưỡi được Phượng Hoàng thì đầu tiên mình cần phải có một cái yên cưỡi trước cái đã. Cái yên cưỡi thì cần 5 da, một chỉ và một sắt. Có luôn. Sau đấy thì chạy lại Phượng Hoàng và gắn cái yên này vào thôi. Wow. Hồi hộp quá. Rồi, gắn yên lên. Xong rồi. Ta-da. Yay. Bây giờ mình có thể cưỡi Phượng Hoàng vào bẫy rồi. Quá đẹp luôn. Còn có hiệu ứng lửa khi mà mình cưỡi nó nè. Tiệc cứu mèo. Rồi, và bữa nay thì nhân dịp mình có Phượng Hoàng á, thì mình sẽ đi tìm một cái vùng biển để coi ngoài biển thì sẽ có những cái loài sinh vật gì mới. Với cả là biết đâu mình lại có thêm nhiều thứ mang về trang trí cho cái nơi ở Megalodon thì sao?
Nhưng mà trước khi đi thì để mình nghía qua chỗ của Spino sau đó. Các bạn có để không? Cái phần vảy ở trên lưng của Spinosaurus được á, nó nổi bật hơn của Spinosaurus cái nha. Nhìn phát là biết luôn nè. Wow, và hai nhóc này đang quấn quýt với nhau, nhìn thích chưa? Trời ơi, có đôi có cặp luôn. Không sao, chắc bây giờ mình cũng có Phượng Hoàng bầu bạn rồi, cũng đỡ cô đơn hơn xíu chứ gặp cái cảnh này chắc tủi thân lắm á. Cho nghỉ mẹ một đi. Đi mãi mới thấy một cái núi kiểu như có hoa thạch mới nè. Bây giờ mình sẽ bắt Phượng Hoàng vô trong lại rồi mình đào một tí hoa thạch coi. Ồ, dưới hang cũng có nó nè, đúng mánh luôn. Hả? Ngoài ra thì còn có chỗ của nhà khảo cổ học, để xem có cái hồ nước đen đen không. Lần này thì không có rồi. Nếu mà có là mình sẽ lấy những cái hạt đen về liền á, tại vì mình muốn sở hữu cái nhóc hươu nhóc nai mà kiểu có cái cặp gạt bự bự kia kìa. Ồ, làm bữa nay mừng hụt hả? Hí ha hí hởn ấp xong rồi. Rồi xây chuồng các thứ nữa. Chắc là không quê đâu. Ok. Ấy. Tới biển rồi. Ừ. Ở dưới có quá trời thảo bẹ kìa. À. Nhưng mà cái vùng biển này không có san hô rồi, mình chỉ muốn tìm san hô thôi. Không có tí san hô nào luôn. Ok. Ồ, ở đây còn có loài chim gì nữa nè. Ồ, nhưng mà chim này không đẹp bằng Phượng Hoàng của mình. Phượng Hoàng của mình vẫn là đẹp hơn. Đua nè, đua chấp cho vài cây cột điện luôn. Ok, chấp cho bay trước luôn á. Rồi bay bay đúng không? Dí theo liền. Úi giời. Ui, cho loài chim đó đi săn dưới nước luôn kìa. Wow, loài chim gì mà ghê vậy? Lặn xuống nước luôn rồi. Kìa. Wow. Chim biết bơi luôn kìa, đỉnh thiệt. Một cái đó thì mình chịu rồi, vậy thì chịu rồi. Ủa, trên trời nó có cái gì ta? Để mình lên trên này mình coi thử coi. Nó là một cái dạng công trình gì đó lạ lắm. Cái này marker, những cái khối đánh dấu gì nè. Cái điểm đó thì nó chỉ thẳng xuống cái công trình này để mình coi thử coi. Nó là cái gì? Wow. Ở dưới biển có hai ba con cá gì mà bự lắm. Quá trời quá đất luôn. Ui, như cá mập hay sao á. Ui, đang đi săn mực kìa. Yêu. Ghê vậy. Rồi, giờ mình tập trung mình khám phá công trình này trước đi. Đây là một cái tòa tháp gì đó. Và nó không có rương cho mình. Còn loài cá nãy giờ đi săn ở dưới nước này là cá gì vậy? Ui, mới săn ốc anh Vũ hay sao vậy? Nó mới săn ốc anh Vũ luôn kìa, ghê quá. Rồi cá mập này khá là hung bạo nha. Kìa. Ghê chưa? Đây là... chính xác rồi, nó là cá mập. Wow. Ngoài biển ghê thiệt chứ. Nhưng mà thôi, giờ mình tới biển rồi nên mình sẽ tranh thủ mình lấy một ít tạo bẹ về. Rồi, có biển rồi nữa nè. Để xuống cái hồ của cá mập chắc là sẽ đẹp lắm. Bơi một hồi mình lạc vô một cái chỗ có kim cương đâu nữa nè. Ý giời ơi. Thời tới cản không kịp. Ngọc lục bảo vàng các thứ quá trời luôn. Ê, mở rương cái có quái vật. Nguy hiểm đây. Kệ cho nó chết luôn đi. Mình đào kim cương trước tính sao. Quá trời quá đất luôn. Bao nhiêu viên đây? 10 viên rồi. Quá xa đã. Ở đây còn nữa nè. Ngại quá đi. Nhưng mà cứ bỏ túi trước cái đã. Vàng thì mình cũng sẽ lấy nốt luôn đi. Không có bỏ vàng đâu. Còn có cái hộp gì đen đen vậy? Onyx. Nhiều quá. Được á. Còn có hóa thạch nữa này. Ok, lấy xong số khoáng sản rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm nốt một ít cái tạo bẹ nữa rồi chúng ta đi tiếp nè. Không nên mất quá nhiều thời gian ở khu vực này đâu. Cái vùng biển này tính ra cũng khá là bự ấy chứ. Và giờ mình mới để ý là ốc anh Vũ có thể xuất hiện ngoài tự nhiên ở những cái vùng biển này nha. Ra là vậy. Ok.
Ngoài ốc anh Vũ ra còn cái loài nào khác không? Đi một xíu về đất liền á thì mình gặp trước mặt mình đang có một cái ngôi làng kìa. Nhưng mà cái vùng đất này nhìn đất nó có vẻ không được tươi tốt cho lắm nha. Ồ, dưới này nó còn có cái gì nữa đây? Một ký hiệu đặc biệt. Một cái dấu X. Ồ, mình bắt Phượng Hoàng lại cho chắc. Rồi, đào xuống thử coi. Wow, ở đây nó có một cái rương này. Mà chưa biết đây là rương bình thường hay là rương 7 nữa. À, rương thường. Để xem nào. Nó sẽ cho mình cái gì? À, một trái táo vàng với một ít trái táo thường. Ok. À, kiểu như là một rương kho báu ấy. Còn bên đây có cái chỗ hiến tế nhìn thấy ghê vậy. Wow. Trong đây thì toàn là dây leo rồi thôi. Mạng nhện nữa. Ồ, mấy cái này cũng đẹp quá nè. Ôi, nhưng mà mấy cái này mình không có lấy về được. À, tiếc vậy, mình tính lấy về mình trang trí á. Ủa? Ủa, phải không vậy? Không không, đây là một loại khác. Đây là Sturgeon. Cái loại này thì mình có thể bắt về được không? À, cuối cùng cũng bắt được rồi nè. Nhưng mà cái thao tác bắt được thì hơi khó nha. Lại coi. Ấy, lộn, bắt lộn con. Sturgeon. Nhiều quá. Đây, yes. Ui, lại bị cá hổ cắn. Nãy giờ mình bắt được ba chú Sturgeon rồi. Cất vào liền. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cái trái này nè. À, chẳng hạn như có con sương đứng đây đúng không? Mình chọi vô nó. Đó. Không xi nhê luôn. Ủa kìa. Nó nổ thấy cũng ghê lắm mà ta. À, hình như mình chọi hụt hay sao á. Rồi. Ô, bây giờ mình sẽ thử thả một Sturgeon vô đây. Để xem thôi cá mập có đi săn không nha. Hình như Sturgeon cũng nằm trong cái thực đơn mà Megalodon yêu thích ấy. Đúng rồi, chính xác. Có nằm trong thực đơn nè. Ô, hiền vậy ta. Bình thường thì hung dữ lắm mà. Sao bữa nay có Sturgeon không đi săn Sturgeon để làm bữa tối đi. Ồ, chê rồi. Chắc khoái bò bít tết hơn là Sturgeon rồi. Cũng thông minh đấy. Ok, nếu như mà cá mập Megalodon không ăn Sturgeon thì thôi. Mình thả hai nhóc còn lại vô đây luôn đi. Mình cũng còn dư nè. Thả xuống. Rồi cho cái hồ này nó đông đúc hơn. Giờ thì nhìn cái hồ nó đã đỡ trống hơn ban đầu rồi đó. Đẹp hơn đáng kể rồi. Mình thấy ở nhà mình có dư mấy cái đầu lâu này nhiều quá. Nên là mình kết hợp nó với cái đuốc để làm cái đèn đầu lâu này đi. Sẵn tiện thắp sáng cho khu vực dưới đáy hồ luôn. Và cũng vừa để trang trí nữa. Sắp tới thì còn cái kèo chiến đấu với cá mập Megalodon nữa. Nên là mình phải chuẩn bị áo giáp với vũ khí đàng hoàng mới được. Sẽ có một trận tái đấu sớm thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình vẫn chưa thuần phục được loài cá mập hung tợn ở trong cái hồ kia. Nhưng mà được cái là bữa nay mình chào đón rất là nhiều loài mới luôn. Tiêu biểu là Dodo. Lúc nhỏ thì nhìn rất là giống chú gà luôn. Lớn lên thì vẫn giữ được cái nét gì đó giống như gà ha. Ngủ quá trời sớm nè. Bên cạnh là Kalenken. Và cuối cùng là một chú... Chú Nai, tuy nhiên thì chú Nai này không có mọc gạc cho mình. Còn chơi đá banh các thứ đâu nữa cơ. Mọc gạc đi, xin em đấy. Công tịnh ngồi đợi rồi hí ha hí hửng xây nơi ở các thứ rồi không mọc gạc cho người ta ngắm. Giận thì xưa. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình tìm kiếm những cái loài khủng long đã bị tuyệt chủng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.